bà ca cho em của Phú Thị Minh. Bài tụi ca cho em. Một ngày nào đó.
Vâng, một lần nữa xin chào và tiếng hát khách hàng của anh Hoàng Phi. Lần đầu tiên với câu lạc bộ Hoàng Kha xin chúc anh sức khỏe và may mắn. Và lần trước nữa em mời